Chào anh em. Tiếp tục lại là một sản phẩm đến từ Anpi. Âm ly PGR600. Âm ly này 8 kênh, ông Anpi này làm âm ly rất là dị. Thường thì người ta làm 8 kênh thì nó sẽ có 8 kênh 2 level ra và có thêm 2 kênh vào xe để đẩy súp, nhưng không, ông này 8 kênh là 8 kênh. 8 kênh 2 level cũng là 8 kênh DSP luôn. Đấy, nhưng mà nói chung âm ly này phù hợp với lại những người mà thích chơi theo kiểu này cơ. Đấy. 4 loa trước full active là 4 kênh rồi. 1 kênh center là 5, 2 kênh sau là 7, 1 kênh súp là 8, vừa hay đủ 8 kênh. Con này giá bán lẻ chính thức ở thời điểm hiện tại là 12.990.000 đồng. Anh em mình cùng lên unbox nha. Anpi là hãng của Nhật. Rất là chỉn chu, họ làm việc cực kỳ chỉn chu. Tôi rất là thích cách Anpi họ làm việc. Sản phẩm tốt, giá thành hợp lý và phù hợp với nhiều người. Đây, khi ta mở một sản phẩm ra thì bao giờ cũng thế. Có rất là nhiều loại tài liệu. Đây là hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Nhật. Đây là thông báo bằng tiếng Nhật và tiếng Anh. Có những lưu ý rất quan trọng, anh em cố gắng là làm cái gì thì làm, lắp cái gì thì lắp. Cố gắng là bỏ ra 5-10 phút để đọc cái này. Nó không có tiếng Việt thì ta đọc, không có tiếng Anh thì ta đọc tiếng Việt. Còn không thì nhìn theo những cái hình ảnh. Đây tất cả là mô phỏng bằng hình ảnh hết mà. Dù nó là ngôn ngữ gì đi chăng nữa thì hình ảnh anh em ta nhìn vào cũng đoán được ra chữ thôi nhá. Cố gắng là đọc hết những thông số của nhà sản xuất này để chúng ta có thể là đạt được hiệu suất tốt nhất khi mà ta lắp đặt sản phẩm. Đấy, cũng là thẻ bảo hành, có điều kiện bảo hành đầy đủ, có số series, tên sản phẩm, có dấu của Anpi, rất là đơn giản thôi. Không ai copy được cái mã số series này cả. Tôi làm Anpi rất là nhiều, tôi cũng chả biết cái số series này anh em có để trên sản phẩm ở chỗ nào. Thế nhưng mà rất là hay, rất là trên sản phẩm của Anpi thì thường là tem mác không quá quan trọng. Đây, đây, có tem xuất xưởng đàng hoàng, ở đây, nó nhỏ lắm, thông số của con này nó sẽ rơi vào là chiều rộng này 210mm này, chiều dài là 190mm và chiều dày của nó là đâu đấy là 45mm này, 45mm đây, nặng 1,5kg, rất nhỏ gọn, phù hợp cho anh em mình lắp ở rất là nhiều vị trí. Một là dưới gầm ghế phụ, hai nếu mà gầm ghế phụ lắp súp điện rồi thì ta đặt ở dưới gầm ghế lái, kể cả những cái xe mà có ghế điện rồi vẫn vô tư đặt xuống, rất là gọn. Rồi, đầu vào có 6 kênh. Đầu vào có 6 kênh. 6 kênh 2 level input. Còn low level input thì chỉ có 2 kênh thôi, 1, 2 thôi. Thì sử dụng GAV nó chỉ đánh 2 kênh thôi. Ở phía sau đây thì có dây để cắm cái remote control. Remote control của xe này thì chúng ta phải mua nhé. À, của âm ly này chúng ta phải mua nhé. Nó là cái con... đây rất là phù hợp, nó là cái con đây, con RUX8C810 này. Cái này giá là nếu không nhầm, anh em có thể xem trên web, nhưng nếu không nhầm nó rơi khoảng 1.9 triệu hoặc là 1.590 gì đấy khoảng đấy. Thì nó là cái dây điều khiển như này, không hiểu sao mà anh em bán những cái dây nó đắt thế, có cái gì đâu, nó nhỏ xíu thế này thôi để cắm vào thôi, chứ cũng không có cái gì để mà ghê gớm thế mà. 1.2 triệu một cái đây anh em ạ. Thì cái dây điều khiển này tác dụng để làm gì? Cái dây điều khiển này có tác dụng là để anh em chúng ta thay đổi mốt này, tăng súp này, thay đổi mốt này, thì nó ở đây hết. Rồi là thay đổi một số cài đặt thì nó nằm ở trên cái dây điều khiển này. Thay vì chúng ta phải cắm máy tính thì chúng ta điều khiển được luôn bằng cái dây điều khiển này. Rồi, phụ kiện kèm theo thì có đây bộ dây 2 level input này, 2 level output này, có cái chân để chúng ta bắt này, có ốc này, có dây USB để căn chỉnh này, và rất là hay có một cái nữa là cái modem Bluetooth. Cái này rất hay này, bây giờ tất cả các âm ly liền DSP thì họ đều cho đánh qua streaming qua Bluetooth hết. Bluetooth là không như ngày xưa đâu nhá. Bluetooth streaming bây giờ băng thông của nó rất là lớn, truyền trong một dây mấy trăm mê cả một, đúng là cái chất lượng âm thanh nghe hay lắm, nghe hay hơn rất là nhiều so với anh em chúng ta lấy cái đường 2 level từ đường từ màn hình theo xe vào, rất là nhiều đấy. Đấy,
là. Còn output thì đây nó cũng rất là hay, được cái là output của nó lại có đủ 8 kênh nhé. Output con này đủ 8 kênh. Đấy, đủ 8 kênh ra thì cũng hay, được cái là gì? Tức là nếu anh em nào chơi ba way sử dụng con này làm DSP để đẩy qua class AB thì cũng rất là hay. Hoặc là không cần thiết, nếu mà anh em muốn chơi ba way thì đây nó cũng có 6 kênh ở đây rồi. Có 8 kênh đầu ra ở đây thì đánh 6 kênh ba way phía trước. Còn 2 kênh nó đánh chốt rất là hay, rất là hay. Đấy. Rất là hay. Có rất là nhiều cách để ghép nối cái âm ly này lên xe. Chúng ta có thể đánh trực tiếp hoặc là chúng ta có thể đánh qua con âm ly class AB như thế này. Ví dụ nhỏ gọn ra thôi. Con DLS này, con này 4 kênh chẳng hạn, hoặc là hai con 4 kênh thì 8 kênh thì chúng ta hoàn toàn có thể chơi một thanh bao quay rất là hay, giá tiền cũng rất hợp lý. Đấy, con này giá bán lẻ là 12.9 thôi. Đây. Alpha tôi lắp cực kỳ nhiều. Tháng lắp phải đến vài con đấy. À đây. Đây này, bây giờ tôi mới thấy số series nó ghi ở đây này. Series thì sẽ trùng với lại cái thẻ phát hành ở đây. Rồi. Đấy. Ok. Đây là về con Anpai PGR600. Thông số kỹ thuật của nó thì đây. Con này nó sẽ cho ra 8 kênh. Con này công suất của nó thật nha. Công suất đầu ra 8 kênh, mỗi kênh 25W. 8 kênh, mỗi kênh 25W đối với loa 4 ohm và 8 kênh 50W đối với loa là 2 ohm. Rồi. Cái tần số của nó đáp ứng được từ 20 Hz cho đến 20.000 Hz. Con chip DAC của nó là 24 bit. Giải mã được kết định dạng nhạc 24 bit trên 48 kHz. Rồi. Còn cái gì nữa không? Đấy. Nói chung là, nhưng mà có một điểm như này tôi muốn lưu ý anh em là con này công suất thực của nó là 50W thôi nhá, 25-50W, nhưng tôi cho nó đánh những cái con 80W với con 100W tôi đánh dùng dập, tôi đã thử rất là nhiều rồi, không phải là không. Vì trên thực tế với lại trên giấy tờ nó khác nhau nhiều lắm anh em ạ. Tôi không phải là tự nhiên mà tôi đưa nó ra như vậy, bởi vì là trước khi mà xem nó có đánh được không thì mình đã sử dụng cái bộ bitune này. Cái này nó là cái oscilloscope, tức là đo cái gain đầu ra này. Nó đánh ra được cái công suất rất là lớn để phù hợp cho đánh những cái loa mà 70-80W vẫn lên bình thường, nghe còn rất là hay. Hay như cái con loa 100W đây, con cái cặp mà R2 S653 mà tôi có đây là 100W này. Tôi có đây, có cái cặp R2 S653 100W đây, cái cặp này tôi sử dụng con R600 này đánh ra chất âm cực kỳ hay, không có gì phải bàn. Thế là con số mà nhà sản xuất đưa ra nó cũng là con số để cho chúng ta tham khảo thôi. Thực tế khi mà nó còn có tín hiệu đầu vào, tín hiệu đầu ra, gain đầu vào, gain đầu ra cũng phải đo thật kỹ. Người thợ kỹ thuật mà am hiểu sâu thì người ta sẽ làm được cho bạn những cái mà đạt hiệu suất cao nhất. Thế nên là hãy tin tưởng vào những cái đơn vị mà họ làm ăn chuyên nghiệp, chuẩn chỉ. Muốn như thế thì chúng ta hãy tìm hiểu và hãy trải nghiệm. Cảm ơn anh em theo dõi. Chào anh em.